Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư, ngày 13 tháng 12 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự, trình bày thư mục vụ mùa vọng và mùa Giáng sinh năm 2017. Của Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 11, từ câu 28 đến câu 30. Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhược. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách tôi êm ái và gánh tôi nhẹ nhàng." Quý ông bà và anh chị em thân mến! Sinh ra trong cuộc đời là con người phải chấp nhận những lao khổ của kiếp nhân sinh. Nhận thấy đời là bể khổ, nên Đức Phật đã tìm cách để diệt khổ. Nhưng đời dễ có mấy ai có thể xuất thế diệt khổ được như Ngài. Đức Kitô đến, Ngài không diệt khổ, nhưng Ngài ôm lấy tất cả những khổ lụy đó của con người và giúp cho con người nhận ra sự lao khổ của kiếp nhân sinh mang một ý nghĩa mới. Trích tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu mời gọi: "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng." Làm người, ai lại không có những vất vả và gánh nặng của cuộc đời? Người không phải chịu cảnh vất vả, gánh nặng cơm áo gạo tiền, gánh nặng về đời sống vật chất, thì cũng chịu đựng những lao khổ về đời sống tinh thần, về ốm đau bệnh tật. Những khổ lụy về vật chất cũng như tinh thần ấy trở thành gánh nặng trong cuộc đời và làm cho chúng ta rơi vào tâm trạng chán nản và vô vọng, thậm chí là tuyệt vọng. Chính Đức Kitô là nguồn suối bình an cho ta nghỉ ngơi bồi dưỡng. Đến với Chúa Giêsu, trước hết chúng ta sẽ được trao cái ách êm ái nhẹ nhàng. Thứ đến với Chúa Giêsu để học nơi Ngài sự hiền lành và khiêm nhường. Đến với Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi bỏ ách vốn nặng nề của mình để mang lấy ách êm ái nhẹ nhàng của Chúa. Mang lấy ách của Chúa không phải là ta không còn lao khổ hay gánh nặng nề nữa, nhưng ta sẵn sàng đón lấy những khổ lụy đó bằng tình yêu Chúa dành cho chúng ta và bằng tình yêu chúng ta dành cho Chúa.
Chính tình yêu đó làm cho mọi sự trở nên có ý nghĩa, và vì thế nó không còn là gánh nặng, nhưng trở nên êm ái và nhẹ nhàng. Đến với Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ được học nơi Ngài sự hiền lành và khiêm nhường với Thiên Chúa và tha nhân. Với Thiên Chúa, chúng ta nhận ra những giới hạn của bản thân và biết rằng mọi sự mình có đều do bởi ơn Chúa. Thật vậy, những gì chúng ta đang có, sự sống, sức khỏe, khả năng, tất cả đều được Chúa ban cho. Với mọi người, chúng ta thấy rằng không ai là một hòn đảo, mỗi người đều là hình ảnh của Thiên Chúa. Vì thế, cần sống hiền lành và khiêm nhường để biết đón nhận nhau, đón nhận cái tốt cũng như những giới hạn của nhau, hầu góp phần xây dựng và làm phát triển cộng đoàn xã hội. Lạy Chúa Giê-xu, Đấng hiền lành và khiêm nhường, xin cho chúng con biết học nơi Chúa sự hiền lành và khiêm nhường của Chúa, để trong cuộc đời lắm lao nhọc này, chúng con có thể vui sống trong tương quan với Thiên Chúa và với mọi người trong ân sủng và tình yêu. Amen. Trong lòng mẹ hiền, bao yêu thương ấm bùng chiều mê. Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo cũng do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Tòa Thánh lên tiếng về vụ thành Jerusalem. Tòa Thánh quan tâm theo dõi diễn biến tình hình ở Trung Đông, đặc biệt về thành Jerusalem,
thành thánh đối với các tín hữu Kitô, Do Thái và Hồi giáo trên toàn thế giới. Trong thông cáo công bố hôm 10 tháng 12 vừa qua, Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha bày tỏ đau buồn với những cuộc đụng độ trong những ngày vừa qua gây nên nhiều nạn nhân. Đức Thánh Cha tái kêu gọi mọi người hãy tỏ ra khôn ngoan và thận trọng. Đồng thời, Đức Thánh Cha dâng những lời cầu nguyện sốt sắng để các vị hữu trách của các dân nước trong lúc đặc biệt trầm trọng này dấn thân ngăn chặn một cái vòng bạo lực mới bằng lời nói và việc làm, đáp ứng khát vọng hòa bình, công lý và an ninh của dân chúng tại phần đất đang chịu nhiều đau thương. Mối lo âu về viễn tượng hòa bình trong vùng trong những ngày này là đối tượng của nhiều sáng kiến. Trong đó, có các khóa họp của Liên minh Ả Rập và các tổ chức cộng tác Hồi giáo được triệu tập trong những ngày này. Tòa Thánh nhạy cảm đối với các mối quan tâm ấy và nhắc lại những lời tha thiết của Đức Giáo Hoàng Francisco, tái khẳng định lập trường vốn có về tính chất đặc biệt của Thành Thánh và sự cần thiết phải tôn trọng quy chế hiện nay phù hợp với những nghị quyết của cộng đồng quốc tế và nhiều lần được hàng giáo phẩm của các giáo hội và cộng đồng Kitô ở Thánh Địa yêu cầu. Đồng thời, Tòa Thánh tái khẳng định xác tín, theo đó chỉ có một giải pháp thương thuyết giữa người Israel và Palestine mới có thể mang lại một nền hòa bình ổn định và lâu dài, bảo đảm sự sống chung hòa bình của hai quốc gia có biên giới được quốc tế nhìn nhận. Trước đó, hôm 9 tháng 12, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã bày tỏ lo âu về tình hình tại Thánh Địa sau khi Tổng thống Mỹ tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và di chuyển Đại sứ quán Mỹ về đây. Tuyên bố với Đài truyền hình Công giáo Italia TV 2000, Đức Hồng Y Parolin nói, tình trạng thật đáng lo âu. Chúng tôi hy vọng nó không khơi lên một tiến trình gia tăng bạo lực và căng thẳng. Chúng tôi mong sự khôn ngoan và thận trọng như Đức Thánh Cha nói trong lời kêu gọi hôm 6 tháng 12 vừa qua được đề cao. Chắc chắn, quyết định di chuyển Đại sứ quán Mỹ như thế làm cho nhiều vấn đề thêm phức tạp. Hôm 7 tháng 12 vừa qua, tức là hôm sau ngày Tổng thống Donald Trump tuyên bố quyết định di chuyển Đại sứ quán Mỹ về Jerusalem, các vụ biểu tình và bạo động của người Palestine tại miền Gaza và Tây Jordan đã làm cho 2 người chết và 750 người bị thương. Không quân Israel đã oanh kích các kho vũ khí ở Gaza làm cho 2 người chết để trả đũa lực lượng Hamas từ Gaza bắn 2 hỏa tiễn vào lãnh thổ Israel. Nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra tại một số thủ đô của các nước Hồi giáo như Amman của Jordani, Cairo, Ai Cập, Baghdad hoặc tại các nước khác như Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Indonesia và Bangladesh. Tin giáo phận Hưng Hóa. Hội nghị tổng kết công tác mục vụ của giáo phận Hưng Hóa năm 2017. Hội nghị tổng kết công tác mục vụ thường niên năm 2017 của giáo phận Hưng Hóa đã được tổ chức từ ngày 6 đến 8 tháng 12 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Hà Thạch. Tham dự hội nghị có sự hiện diện của Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, giám mục chính tòa giáo phận, Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long, giám mục phụ tá, cùng với sự tham dự của quý cha, quý thầy mục vụ, quý tu sĩ nam nữ và giáo dân là đại biểu của các ủy ban mục vụ trong toàn giáo phận. Tổng số đại biểu được đề cử là 237, trong đó có mặt là 214, vắng mặt là 23 đại biểu, đạt 90% số đại biểu. Ngay lúc khai mạc, cha Anton Vũ Thái San thay lời ban tổ chức mời gọi toàn thể hội nghị xin ơn Chúa Thánh Thần. Tiếp theo là phần giới thiệu các thành phần tham dự và thông báo thời gian làm việc của hội nghị mục vụ năm 2017. Chương trình nghị sự của hội nghị tổng kết công tác mục vụ năm 2017 gồm hai phần chính. Thứ nhất, lượng giá của bề trên giáo phận. Và thứ hai, các ủy ban báo cáo và đưa ra phương hướng năm 2018.
Mở đầu hội nghị, Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, bề trên giáo phận, đã nêu lên lý do của hội nghị mục vụ. Đồng thời, Đức cha nêu lên hai thành phần chính của hội nghị mục vụ là giáo sĩ và giáo dân. Do đó, các đại biểu giáo dân cần ý thức mình là những người đại diện cho cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận, nên hãy tích cực tham gia hội nghị bằng việc đóng góp các ý kiến để công tác mục vụ của giáo phận được phong phú và phù hợp hơn. Tiếp đến, Đức cha công bố việc thuyên chuyển của một số linh mục trong giáo phận cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế và thay đổi nhân sự của một số ủy ban. Sau đó, Đức cha Gioan nêu lên những điểm chính yếu trong năm mục vụ 2018. Thứ nhất, hướng tới việc kỷ niệm 30 năm ngày phong thánh cho 117 vị chứng nhân từ đạo Việt Nam như thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam, đề nghị Ủy ban Nghệ thuật Thánh tôn tạo lại pháp trường Sơn Tây cũng như đài tưởng niệm tại các giáo xứ. Đề nghị Ủy ban Phụng tự lo tổ chức cấp giáo phận và giáo xứ, sắp xếp hành hương trong năm thánh, học hỏi về các thánh tử đạo. Đồng thời, Ủy ban Văn hóa và Ủy ban Giáo lý Đức tin tìm lại tài liệu về các thánh tử đạo sống đời gia đình, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về các thánh tử đạo Việt Nam. 2. Trong việc đồng hành với gia đình trẻ, Ủy ban Mục vụ Gia đình nắm vai trò chủ đạo để phối hợp với các cha xứ, thống kê các gia đình trẻ trong các xứ, kết hôn dưới 5 năm. Kết hợp với Ủy ban Kinh Thánh, Ủy ban Phụng tự để soạn các giờ kinh cho gia đình và tĩnh tâm cho các gia đình. 3. Đề nghị Ủy ban Truyền thông đăng tải các hình ảnh, audio, video về các chứng nhân tử đạo. Ủy ban Văn hóa tìm chọn và phổ biến các thánh có gia đình để học hỏi và noi gương. Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày thư mục vụ mùa vọng và mùa Giáng sinh năm 2017 của Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn qua sự trình bày của An Lê. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự này, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn thư mục vụ mùa vọng và mùa Giáng sinh 2017 của Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Tổng Giáo phận. Thư mục vụ bắt đầu như sau. Kính gửi các thành phần Dân Chúa trong Tổng Giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại. Cũng là tin mừng cho toàn dân. Hôm nay, một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David. Anh chị em rất thân mến. 1. Mùa vọng và mùa Giáng sinh năm nay đến với chúng ta trong bầu khí của giáo hội, đang chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2018 với chủ đề Người trẻ, đức tin và việc phân định ơn gọi. Vì thế, trong thư mục vụ mùa vọng và mùa Giáng sinh năm nay, tôi muốn cùng với anh chị em hướng tới đời sống và sinh hoạt của giới trẻ công giáo trong xã hội và trong tổng giáo phận của chúng ta. Phải chân thành thú nhận rằng, chính tôi và cả tổng giáo phận vẫn chưa quan tâm đủ, hoặc chưa quan tâm đúng cách và hữu hiệu đối với giới trẻ. 2. Trước hết, giới trẻ nói chung hôm nay đang sống trong một thế giới liên tục thay đổi với một tốc độ đến chóng mặt và đang tiến tới một thế hệ gắn liền với các kỹ thuật truyền thông tân tiến. Người trẻ đang lao đi trên những con đường cao tốc của thời đại, xen lẫn với những xa lộ thông tin mênh mông của thế giới kỹ thuật số. Giới trẻ sống giữa một xã hội thực tế phức tạp, đồng thời cũng bị cuốn vào thế giới ảo của mạng Internet. Trong bối cảnh đó,
Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới mời gọi người trẻ suy tư về đức tin với sự phân định đúng đắn. Ơn phân định giúp họ nhận diện, giải thích và chọn lựa ơn gọi, chọn lựa bậc sống và cách sống đức tin một cách tích cực. 3. Trong giới hạn của bức thư này, tôi xin được tập trung vào một điểm quan trọng, đó là đời sống cầu nguyện của giới trẻ. Các bạn trẻ cần phải chú ý đến đời sống nội tâm, đời sống cầu nguyện nhiều hơn nữa. Các linh mục, đặc biệt là các linh mục trẻ, hãy quan tâm đồng hành và có nhiều sáng kiến mục vụ cho giới trẻ. Hãy dạy cho họ biết cầu nguyện, dạy cho họ biết chăm sóc đời sống nội tâm nhiều hơn nữa. Hy vọng nhờ đó mà các bạn trẻ trở nên trưởng thành hơn trong đời sống đạo, sống đức tin, đức cậy và đức ái. 4. Trong bầu khí mùa vọng, việc cầu nguyện đi đôi với sự thức tỉnh như năm trinh nữ khôn ngoan đón chàng rể trong phúc âm. Tỉnh thức chính là chu toàn bổn phận với một sự chuẩn bị chu đáo, vừa mang đèn vừa mang dầu theo. Trong thế giới đầy biến chuyển hôm nay, người trẻ cần được chuẩn bị chu đáo cả kỹ năng lẫn kiến thức, nhất là về giáo lý, để có thể ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra, hầu giữ vững đức tin của mình. 5. Các mục đồng là những người đầu tiên đón nhận được tin mừng từ Thiên Thần, đang lúc họ chu toàn bổn phận canh giữ đoàn vật. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân. Hôm nay, một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David. Tin mừng không phải chỉ cho các mục đồng, mà cho toàn dân, được đặt trên niềm hy vọng vào một hài nhi nhỏ bé mới sinh, là đấng cứu thế, là con Thiên Chúa. 6. Ý niệm hy vọng được xây dựng trên nền tảng đức tin. Trong thông điệp Spe Sanvi, được cứu độ trong niềm hy vọng, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã đưa ra một ví dụ rất cảm động. Đó là gương lành của Thánh nữ Josephine Bakita, người Sudan, Phi Châu. Khi lên 9 tuổi, chị bị bọn buôn nô lệ bắt cóc và đem bán tại chợ nô lệ Nobeit. Bakita đã trải qua những năm dài đau khổ, thể chất lẫn tinh thần của kiếp nô lệ. Cuối cùng, chị được bán vào nhà của ông Canlisto Legnani, một lãnh tụ người Ý, và ông này đã trả tự do cho chị. Tưởng rằng niềm hy vọng vào điều tốt đẹp trong cuộc sống đã hoàn toàn liệm tắt. Nhưng nhờ ông chủ tử tế đó mà thánh nữ nhận ra một tôn chủ đích thực là Thiên Chúa nhân từ và lòng lành vô cùng. Lúc này, thánh nữ mới thực sự được giải thoát và đã quyết tâm phục vụ người suốt đời. 7. Đức Giáo Hoàng còn nhắc đến gương sáng của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, vừa mới được nâng lên bậc đáng kính ngày mùng 4 tháng 5 năm 2017 vừa qua. Trong thời gian ở tù 13 năm, biệt giam 9 năm, Đức Hồng Y đã soạn một quyển sách nhỏ có tên Những lời cầu nguyện của niềm hy vọng, giới thiệu cho chúng ta một cái nhìn rất tích cực về đời sống cầu nguyện. Cầu nguyện là trường học hy vọng, bởi vì, ngay cả khi không có ai nghe chúng ta, trong cầu nguyện, Chúa vẫn nghe chúng ta nói. Ngay cả khi không biết thở than với ai, trong cầu nguyện, chúng ta vẫn có thể nói với Chúa. Được nói với Chúa và được Chúa nghe là lúc mà niềm hy vọng được hồi sinh và lớn mạnh. 8. Với hình ảnh của bầu trời Bethlehem đầy sao năm xưa, mùa vọng còn được xem là mùa của những ước mơ. Trong thế giới phức tạp và đầy biến động, chúng ta đặt hy vọng vào Chúa với những ước mơ cho bản thân, cho gia đình, cho giáo hội và cho xã hội. Trong nhiệm vụ mục tử giáo phận, tôi cũng có nhiều ước mơ, trong đó có những ước mơ chưa thành, như ước mơ chăm lo nhiều hơn nữa cho giới trẻ, cho người nghèo. Chính đời sống cầu nguyện sẽ củng cố niềm hy vọng và nuôi lớn những ước mơ của con người. 9. Anh chị em thân mến, trong mùa vọng và Giáng sinh năm nay, tôi cầu chúc cho tất cả mọi người, và đặc biệt cho các bạn trẻ,
luôn giữ mãi niềm hy vọng vào Chúa Giê-xu, Đấng cứu độ đã và đang đến với chúng ta. Một cách cụ thể, qua đời sống cầu nguyện, chu toàn bổn phận và thực thi bác ái. 10. Cùng với mẹ Maria, chúng ta dâng lên Chúa lời nguyện, gói ghém niềm hy vọng và những ước mơ của chúng ta. Lạy Chúa Giê-xu là Đấng cứu độ và nguồn mạch hy vọng. Xin giúp chúng con luôn vững bước và lạc quan hướng về tương lai giữa cuộc đời còn nhiều khó khăn và cạm bẫy. Xin chắp cánh và chúc lành cho những ước mơ của chúng con. Amen. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn thư mục vụ mùa vọng và mùa Giáng sinh năm 2017 của Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đình Tuấn trình bày. Giáo hội tại hai nước Myanmar và Bangladesh rất sinh động, trẻ trung, có nhiều ơn gọi linh mục tu sĩ và đang dấn thân góp phần xây dựng hòa bình, hòa giải, thăng tiến tự do, đối thoại, giáo dục và thịnh vượng cho mọi thành phần xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với 8.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, mùng 6 tháng 12 vừa qua, tại Đại Thính đường Phaolô Đệ Lục. Trong số các phái đoàn hiện diện cũng có một nhóm tín hữu Việt Nam. Như quý vị đã biết, Đức Thánh Cha vừa mới tông du hai nước Myanmar và Bangladesh, nên trong bài huấn dụ, Ngài đã chia sẻ các tâm tình và cảm nghiệm của Ngài với các tín hữu. Đức Thánh Cha cảm ơn chính quyền và hội đồng giám mục hai nước đã mời Ngài viếng thăm, chuẩn bị và tiếp đón Ngài một cách nồng nhiệt. Ngài đặc biệt cảm ơn dân tộc của cả hai nước đã chứng tỏ niềm tin và lòng trìu mến đối với Ngài. Liên quan tới Myanmar, Đức Thánh Cha nói, đây là lần đầu tiên một người kế vị Thánh Phêrô viếng thăm nước này sau khi mới thiết lập bang giao giữa hai bên. Nhân dịp này tôi cũng đã muốn bày tỏ sự gần gũi của Chúa Kitô và của giáo hội với một dân tộc đã đau khổ vì các xung khắc và đàn áp và đang từ từ bước tới một điều kiện tự do và hòa bình mới. Một dân tộc trong đó Phật giáo đâm rễ rất sâu với các nguyên lý tinh thần và luân lý đạo đức, và là nơi các Kitô hữu hiện diện như một đoàn chiên bé nhỏ và như men của nước Thiên Chúa. Tôi đã vui sướng củng cố giáo hội sinh động và sốt mến này trong đức tin và tình hiệp thông, trong buổi gặp gỡ với các giám mục và hai buổi cử hành thánh thể. Buổi cử hành thứ nhất ở khu vực thể thao tại Yangon. Bài tin mừng hôm đó nhắc cho biết rằng, các bách hại vì niềm tin vào Chúa Giê-xu là bình thường đối với các môn đệ Ngài, như là dịp làm chứng, nhưng ngay cả một sợi tóc của họ cũng sẽ không mất đi. Thánh lễ thứ hai, sinh hoạt cuối cùng tại Myanmar dành cho giới trẻ, là một dấu chỉ của hy vọng và là một món quà đặc biệt của Đức Trinh Nữ Maria trong nhà thờ chính tòa mang tên mẹ. Trên gương mặt của những người trẻ tràn đầy vui tươi này, tôi đã trông thấy tương lai của Á Châu, một tương lai sẽ được làm nên không phải bởi người chế tạo vũ khí, mà bởi người gieo vãi tình huynh đệ. Vẫn trong dấu chỉ của niềm hy vọng, tôi đã làm phép 16 viên đá đầu tiên của 16 nhà thờ, của chủng viện và của tòa sứ thần. Ngoài cộng đoàn công giáo, tôi cũng đã gặp gỡ chính quyền Myanmar và khích lệ các nỗ lực hòa bình và hòa giải đất nước, bằng cách cầu mong rằng
tất cả mọi thành phần khác nhau của quốc gia, không loại trừ ai, có thể góp phần vào tiến trình đó trong việc tôn trọng nhau. Trong tinh thần này, tôi cũng đã muốn gặp gỡ đại diện của các cộng đoàn tôn giáo khác nhau hiện diện tại Myanmar, cách riêng với Hội đồng các nhà sư Phật giáo. Tôi đã biểu lộ sự quý trọng của giáo hội đối với truyền thống tinh thần cổ xưa của họ, và sự tin tưởng rằng các Kitô hữu và các tín đồ Phật giáo có thể cùng nhau trợ giúp con người, yêu thương Thiên Chúa và tha nhân, bằng cách từ bỏ mọi bạo lực và chống lại sự ác bằng sự thiện. Sau khi rời Myanmar, tôi đã tới Bangladesh, nơi tôi đã kính viếng những người đã chết trong cuộc chiến đấu giành độc lập và người cha của quốc gia. Đại đa số dân Bangladesh là tín hữu Hồi, và vì thế chuyến viếng thăm của tôi, theo gót chân Phước Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục và Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị, đã ghi dấu một bước tiến nữa đối với sự tôn trọng và đối thoại giữa Kitô giáo và Hồi giáo. Tôi đã nhắc cho chính quyền nước này nhớ rằng, Tòa Thánh ngay từ đầu đã ủng hộ ý chí của nhân dân Bengal thành lập một quốc gia độc lập, cũng như đòi buộc rằng, trong đó quyền tự do tôn giáo luôn luôn được tôn trọng. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc tới thảm cảnh của người tị nạn Rohingya như sau. Đặc biệt, tôi đã có thể bày tỏ tình liên đới với Bangladesh trong nỗ lực cứu giúp người tị nạn Rohingya ồ ạt trốn chạy sang vùng đất của mình, nơi mật độ dân số đã là một trong các vùng đông dân nhất thế giới. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, Thánh lễ cử hành tại công viên lịch sử Dhaka đã được thêm phong phú với việc truyền chức linh mục cho 16 tiến chức, và đây đã là một trong các biến cố ý nghĩa và vui tươi nhất của chuyến công du. Thật thế, tại Bangladesh cũng như bên Myanmar, nhờ ơn Chúa không thiếu các ơn gọi. Dấu chỉ của các cộng đoàn sống động, nơi vang lên tiếng Chúa mời gọi theo Ngài. Tôi đã chia sẻ niềm vui này với các giám mục Bangladesh, và tôi đã khích lệ các vị trong công việc quảng đại của các vị cho các gia đình, cho người nghèo, cho việc giáo dục, đối thoại và hòa bình xã hội. Và tôi đã chia sẻ niềm vui này với biết bao nhiêu linh mục, tu sĩ nam nữ cũng như chủng sinh, và tập sinh nam nữ, mà nơi họ, tôi trông thấy các mầm non của giáo hội trên vùng đất này. Tại Dhaka, chúng tôi đã sống cuộc đối thoại liên tôn và đại kết sâu đậm. Cho tôi có dịp nhấn mạnh tầm quan trọng của việc rộng mở con tim như nền tảng của nền văn hóa gặp gỡ, của sự hòa hợp và hòa bình. Ngoài ra, tôi cũng đã thăm viếng nhà của mẹ Teresa, nơi thánh nữ đã sống khi ở trong thành phố này, và là nơi tiếp đón rất nhiều trẻ mồ côi và người tàn tật. Tại đây, theo đặc sủng của mình, các nữ tu sống mỗi ngày trong lời cầu nguyện thờ lạy và việc phục vụ Chúa Kitô nghèo khó và khổ đau. Không bao giờ thiếu nụ cười trên môi của họ. Các nữ tu cầu nguyện nhiều biết bao và liên tục phục vụ những người khổ đau với nụ cười trên môi. Thật là một chứng tá đẹp. Tôi cảm ơn các nữ tu bé nhỏ này rất nhiều. Biến cố cuối cùng là buổi gặp gỡ người trẻ Bangladesh với nhiều chứng từ, thánh ca và vũ điệu. Một lễ hội biểu lộ niềm vui của tin mừng được nền văn hóa tại đây đón nhận. Một niềm vui được phong phú bởi các hy sinh của biết bao nhiêu thừa sai, các giáo lý viên và phụ huynh Kitô. Hiện diện trong cuộc gặp gỡ cũng có các người trẻ Hồi giáo và người trẻ của các tôn giáo khác, một dấu chỉ của niềm hy vọng cho Bangladesh, cho Á Châu và cho toàn thế giới. Kế đó, Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương đến từ Pháp, đặc biệt phái đoàn giáo phận Lorraine và các hướng đạo sinh Công giáo. Ngài cũng chào các nhóm đến từ vùng Galles, Anh Quốc, Đan Mạch, Nigeria và Hoa Kỳ. Cách riêng nhóm Liên minh Giới Trẻ và nhóm ca vũ Viva La Gente. Ngài cũng chào các nhóm nói tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Đức, trong đó có nhóm thuộc phong trào Sonstaff. Đức Thánh Cha chúc mọi người sống các ngày mùa vọng bằng cách củng cố đức tin với lời cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa và làm việc lành phúc đức, noi gương mẹ Maria vô nhiễm mà giáo hội mừng lễ vào mùng 8 tháng 12. Chào các tín hữu đến từ các nước Jordania, Thánh Địa và vùng Trung Đông,
Đức Thánh Cha nói, ai không cùng đau khổ với người anh em, cả khi họ khác chủng tộc, tôn giáo, tiếng nói và văn hóa, thì phải tự vấn liên quan tới sự chân thành của niềm tin và tính nhân bản của mình. Tôi đã bị đánh động bởi cuộc gặp gỡ người tị nạn Rohingya, và tôi đã xin họ tha thứ cho các thiếu sót và sự thinh lặng của chúng ta, cũng như thỉnh cầu cộng đồng quốc tế trợ giúp họ và cứu giúp tất cả các nhóm bị áp bức và bách hại trên thế giới. Chào các đoàn hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn những người đã tặng tòa thánh cây thông Giáng sinh rất đẹp và đem nó tới quảng trường Thánh Phêrô. Chủ nhật mùng 10 tháng 12, Ba Lan cử hành ngày cầu nguyện và trợ giúp giáo hội Đông Âu. Đức Thánh Cha phó thác cho Chúa công tác này, dấu chỉ lòng hăng say và sự trợ giúp của các tín hữu và các chủ chăn đối với các nước láng giềng. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn tín hữu Ba Lan đã đồng hành với Ngài trong chuyến công du mục vụ vừa qua với lời cầu nguyện. Trong các nhóm tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương Tổng giáo phận Capua, Hiệp hội bạn người Cùi Raul Funlero Italia, giới doanh thương công giáo Italia, cha mẹ các trẻ em bị bệnh ung thư máu, các nhân viên bảo vệ dân sự tỉnh Czech Veteri. Ngài cầu chúc chuyến viếng thăm Roma giúp mọi người sống sâu đậm mùa vọng và giúp chuẩn bị cho lễ Chúa Giáng sinh. Đức Thánh Cha cũng chào nhóm tín hữu Episcopia và làm phép tượng Đức Mẹ của đền thánh địa phương. Đức Thánh Cha đặc biệt chào nhóm tị nạn Iraq sống tại Italia, cũng như các linh mục và tu sĩ nam nữ đến từ Myanmar và Bangladesh để cảm ơn chuyến viếng thăm của Ngài. Chào người trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nhắc rằng, mùng 6 tháng 12 là lễ kính Thánh Nicola thành Paris. Ngài khuyên giới trẻ đặt để việc tìm Chúa và tình yêu của Chúa trên hết. Người đau yếu được sự trợ giúp và an ủi bởi gương sống của các thánh. Và các cặp vợ chồng mới cưới được ơn Thánh Chúa củng cố sự hiệp nhất của họ trong tình yêu hôn nhân. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu sáng thứ Tư mùng 6 tháng 12 vừa qua tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Chương trình được tiếp tục với chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tài tử nổi tiếng trở thành tu sĩ là chủ đề của một gương chứng nhân hôm nay. Trong số các ngôi sao Hollywood bước trên thảm đỏ trong buổi lễ trao giải Oscar năm 2012, đã có sự xuất hiện của một nữ tu dòng Biển Đức, lúc đó 73 tuổi. Minh tinh 73 tuổi này được gọi là mẹ Dolores thuộc tu viện Regina Laudis ở bang Connecticut, nước Mỹ. Lý do cho sự hiện diện này là vì trước khi là nữ tu, Sơ Dolores đã từng là minh tinh Dolores Hart, một nữ diễn viên trẻ rất nổi tiếng. Vào cuối thập niên 50, lúc ông vua nhạc rock Elvis Presley đang ở trên đỉnh cao danh vọng, các khán giả ái mộ bỗng thấy một bóng hồng xuất hiện bên cạnh ông trong các bộ phim nổi tiếng như Loving You, King Creole. Bóng hồng đó chính là Dolores Hart. Sau các bộ phim này, danh tiếng của Dolores được lan ra khắp nơi và liên tiếp được mời ký hợp đồng đóng phim lên tới triệu đô la, một số tiền rất lớn thời bấy giờ. Tài diễn xuất có hồn và vẻ đẹp quý phái của Dolores
đã giúp cô đoạt nhiều giải thưởng và được so sánh với nữ diễn viên Grace Kelly, người sau này đã bỏ phim trường để làm bà hoàng ở xứ Monaco. Cũng đột ngột rời bỏ phim trường Hollywood, nhưng không phải để làm bà hoàng, mà để đáp lại một mối tình lớn nhất trong đời mình. Lớn đến nỗi chính cô cũng không ngờ là cô có thể bỏ lại sau lưng danh vọng và tên tuổi đang chói ngời như một siêu sao của mình, bỏ lại những hợp đồng triệu đô và hôn ước với một kiến trúc sư trẻ tuổi giàu có hết lòng thương mến cô, để đáp lại một tiếng gọi thiêng liêng của trái tim mà người theo đạo Công giáo gọi là ơn thiên triệu, thề nguyện sống suốt đời còn lại của cô trong một tu viện kín có tên là Đan viện Biện Đức Regina Lodis thuộc tiểu bang Connecticut. Một điều lạ ở Dolores Hart là trong lúc mọi người còn phân vân tự hỏi vì sao một cô gái đang ở độ tuổi thanh xuân, tài sắc vẹn toàn và đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân như cô lại có quyết định lạ lùng và khó hiểu như vậy, kể cả những lời võ đoán rằng sự nghiệp tu trì của ngôi sao điện ảnh như cô ắt sẽ không tồn tại được lâu. Dolores đã chứng tỏ lời xét đoán phiến diện về cô là hoàn toàn sai lạc. Người nữ tu ấy đã sống đời tận hiến suốt nửa thế kỷ qua trong dòng kín, tức là một trong môi trường chuyên biệt về cầu nguyện và làm việc trong sự yên lặng, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, với một tinh thần lạc quan và vân phục tuyệt đối. Lần lượt theo thời gian và luật đào thải của tự nhiên, những ông vua điện ảnh bạn diễn của Dolores Hart như Elvis Presley, George Hamilton, rồi cũng lần lượt giã từ sân khấu điện ảnh để đi về cõi vĩnh hằng. Ít ai còn nhớ đến và nói về người nữ điện ảnh thần thoại Dolores Hart. Nhưng bỗng dưng có tin Dolores Hart sẽ tái xuất hiện trong dịp lễ trao giải Oscar lần thứ 84 để chứng kiến sự kiện cuốn phim tài liệu nói về cuộc đời tu trì của sơ mà sơ đã đồng ý cộng tác và giúp hoàn thành theo ý bề trên của mình là cố đức tổng giám mục Pietro Sambi. Thật ra, Dolores cũng đã trở ra thế giới bên ngoài vài lần trước đây khi vâng lệnh mẹ bề trên để vận dụng năng khiếu và kinh nghiệm diễn xuất của mình vào những việc có lợi cho công ích. Dolores kể lại khi mới gia nhập họ dòng, sơ đã hồn nhiên nói với mẹ bề trên rằng mình rất vui vì không còn phải lo lắng cho bất cứ vai diễn nào nữa, vì đã dứt khoát lìa bỏ sự nghiệp làm phim lại sau lưng. Nhưng không ngờ mẹ bề trên đã làm sơ ngạc nhiên khi nói rằng rất tiếc mà nói rằng sơ đã sai lầm hoàn toàn khi nghĩ như thế. Bây giờ mới là lúc sơ cần phải đóng một vai trò và chú tâm vào vai trò của mình. Thấy Dolores tỏ ý không vui, mẹ bề trên nói tiếp, có nhiều điều mà sơ phải chối bỏ, nhưng lại rất cần thiết phải sử dụng đến chúng ở đây. Và cứ thế, đức vâng lời và ý muốn phục vụ tha nhân đã không còn làm cho vị nữ tu đặc biệt này ngần ngại khi trở ra ngoài đời, đứng trước ống kính của các ký giả để điều trần trước Quốc hội vào năm 2006 về chứng rối loạn bệnh lý thần kinh ngoại vi tự phát, căn bệnh chưa có thuốc chữa, mặc dù đã ảnh hưởng đến rất nhiều người Mỹ. Ngoài ra, Dolores còn dùng ảnh hưởng Hollywood của mình để giúp phát triển một dự án về nghệ thuật trình diễn cho cộng đoàn của mình. Với sự trợ giúp tích cực của giới tài tử điện ảnh mà sơ quen thân như Paul Newman, Patricia Neal, và dự án này đã đem lại cho nhà dòng nhiều thành quả tốt đẹp về nghệ thuật phục vụ nhân sinh. Theo lời kể của chính sơ Dolores, khi được Đức Tổng Giám mục Sammy mời sơ lên gặp ngài tại Washington DC 2 năm trước đây, và ngỏ ý muốn mời sơ tham dự làm phim về cuộc đời của các nữ tu dòng kín, thì sơ Dolores đã ngần ngại và tính từ chối với lý do
là Sơ đã không giữ liên lạc với giới làm phim ở Hollywood nữa. Nhưng Đức Giám Mục Sammy vẫn kiên trì thuyết phục Sơ và nói Chúa sẽ lo liệu tất cả và khuyên Sơ nên cầu nguyện để ơn Chúa sẽ làm điều gì đó, vì thế giới này cần biết về đời sống của những người tu dòng kín như thế nào. Sơ ra về và thuật lại những lời Đức Giám Mục Sammy đã nói với Sơ cho các chị trong đan viện nghe với nỗi phân vân và lo lắng. Sơ kể rằng, không hiểu sao, tự dưng hai ngày sau, kênh truyền hình SBO gọi vào tu viện và ngỏ lời mời Sơ cộng tác vào một cuốn phim tài liệu Thiên Chúa Lớn Hơn Elvis. Một sự lạ mà cho đến nay Sơ vẫn cho là có bàn tay Chúa sắp đặt. Trong một gương chứng nhân tiếp theo, chúng tôi sẽ nói về tình yêu và động lực khiến diễn viên Dolores Hart từ bỏ kinh đô điện ảnh Hollywood để vào nhà kín. Rất mong quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Mục Gương Chứng Nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Phong trong những phút cầu nguyện. Xin Chúa ia chúc lành cho đời cha mẹ của con, công ơn là như núi non dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn. Con sinh đến trong đời an vui nhờ có ơn trời và ơn cha mẹ, suốt đời coi nhẹ khổ đau. Xin cho cha mẹ con thắp mãi tình son của Chúa Trời, cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con. Con lớn lên rồi ra đi tung cánh trong đời, dù xa vô bờ vẫn nhớ đến tình mẹ cha. Xin cho cha mẹ con thắp mãi tình son của Chúa Trời, cho con giữa gia đình luôn sống. Ngày xưa, có một cây táo lớn, một cậu bé rất thích đến chơi quanh cây táo mỗi ngày. Nó thích thú khi trèo lên cây, ăn trái và ngủ trưa dưới bóng cây. Nó thích cây táo và cây táo cũng thích chơi với nó. Thế rồi thời gian thấm thoát trôi qua. Cậu bé lớn lên và không còn chơi đùa quanh cây táo nữa. Một hôm, cậu bé trở lại chỗ cây táo và trông nó rất buồn. Cây táo nài nỉ cậu bé, hãy đến chơi với tôi đi. Cậu bé đáp, tôi không còn là một đứa trẻ, tôi không chơi quanh cây cối nữa. Tôi muốn có đồ chơi, tôi cần tiền để mua chúng. Cây táo nói, rất tiếc, tôi không có tiền. Nhưng cậu có thể hái trái của tôi và bán chúng, rồi cậu sẽ có tiền. Cậu bé phấn khích, nó hái tất cả trái trên cây và vui vẻ bỏ đi.
cậu bé không bao giờ trở lại sau khi đã hái những trái táo. Cây táo rất buồn. Một ngày kia, cậu bé trở lại, và cây táo hồ hởi, hãy đến chơi với tôi đi. Cậu bé đáp, tôi không có thời gian chơi đùa. Tôi phải làm việc vì gia đình tôi. Chúng tôi cần một căn nhà để ở. Bạn có thể giúp tôi được không? Cây táo nói, thật tiếc, tôi không có nhà, nhưng cậu có thể chặt cành của tôi để làm nhà cho mình. Rồi cậu ấy cắt tất cả các cành cây và vui vẻ bỏ đi. Cây táo rất hạnh phúc khi thấy cậu ấy vui, nhưng cậu ấy chẳng bao giờ trở lại kể từ đó. Cây táo buồn và cô đơn. Một ngày hè nóng nực, cậu ấy trở lại và cây táo rất vui. Hãy đến chơi với tôi đi, cây táo nói. Tôi đang buồn và cũng đã có tuổi. Tôi muốn tự lái thuyền để thư giãn. Bạn có thể cho tôi một chiếc thuyền không? Hãy dùng thân của tôi để làm thuyền. Cậu có thể lái thuyền đi xa và tha hồ thỏa chí. Cậu ấy cắt thân cây để làm thuyền. Cậu ấy dong thuyền ra khơi, và một thời gian dài cậu ấy không xuất hiện nữa. Cuối cùng, cậu ấy cũng trở lại sau nhiều năm rong ruổi khắp bốn bể. Thật xin lỗi cậu bé của tôi, nhưng tôi không còn gì cho cậu nữa, không còn trái táo nào cho cậu nữa. Cây táo nói. Cậu bé giờ đây đã là một ông già, đáp. Tôi không còn răng để nhai. Tôi cũng không còn thân cây cho cậu leo lên. Tôi già rồi, không thể leo cây được nữa. Tôi thực sự không thể cho bạn bất cứ điều gì. Điều duy nhất còn lại là cái gốc sắp khô héo của tôi. Cây táo rớt nước mắt nói. Bây giờ tôi chẳng cần gì cả. Tôi chỉ cần một nơi để nghỉ ngơi. Tôi đã quá mệt mỏi sau tất cả những năm tháng đã qua. Cậu bé đáp. Thật tuyệt, thế thì gốc cây già này là nơi tốt nhất để cậu tựa vào. Hãy đến ngồi xuống với tôi và nghỉ ngơi. Cậu bé ngồi xuống, cây táo sung sướng và mỉm cười rơi nước mắt. Quý vị và các bạn thân mến, đây là một câu chuyện cảm động dành cho hết thảy mọi người, không trừ một ai. Cây táo chính là hình ảnh cha mẹ của chúng ta. Khi chúng ta còn thơ bé, chúng ta chỉ quấn quýt bên cha mẹ. Rồi khi lớn lên, chúng ta rời bỏ cha mẹ và chỉ đến với các ngài khi chúng ta cần thứ gì đó hoặc khi gặp rắc rối. Không thành vấn đề, cha mẹ chúng ta vẫn luôn ở đó và cho chúng ta tất cả mọi thứ có thể vì muốn chúng ta được hạnh phúc. Chúng ta có thể nghĩ cậu bé này thật độc ác với cây táo khi rút tỉa tất cả những gì cây táo có. Nhưng đó cũng là cách tất cả chúng ta đang đối xử với cha mẹ của chúng ta. Hãy tận dụng những giây phút quý báu bên cha mẹ khi các ngài còn sống, vì cha mẹ là nơi nâng đỡ, bổ sức và là bến bờ bình an của chúng ta. Hãy yêu quý cha mẹ của chúng ta, bất kể họ ở đâu và đang ở trong tình trạng nào. Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta, ai không chăm sóc người thân, nhất là người sống trong cùng một nhà, thì đã chối bỏ đức tin và còn tệ hơn người không có đức tin. Lạy Chúa, chúng con thật ích kỷ. Giữa một xã hội bon chen, chúng con chỉ lo mải mê theo đuổi những hoài bão của mình. Giữa một cuộc sống đầy đủ tiện nghi, chúng con lại chỉ biết hưởng thụ cho mình, để cha mẹ già cô đơn
còm cõi trông mong. Xin giúp chúng con biết yêu chuộng và thực thi giới răn thứ tư của Chúa, đó là thảo kính cha mẹ. Amen. Xin Chúa yêu chúng lành cho đời cha mẹ của con, công ơn là như núi non dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn. Con sinh đến trong đời an vui nhờ có ơn trời và ơn cha mẹ. Cha mẹ con thắp mãi tình son của Chúa Trời, cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con. An vui cũng như đau buồn tấm lòng mẹ cha, ai qua là bao chốn xa thấy đâu vui cho bằng mái nhà. Mai con lớn lên rồi ra đi tung cánh trong đời, dù xa vô bờ vẫn nhớ đến tình mẹ cha. Chương trình phát thanh lúc 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.